mấy năm nay, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình chung tay xây dựng nông thôn mới, chất lượng cuộc sống ngày càng ổn định hơn. Hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng có nhiều chuyển biến, đặc biệt là sản xuất lúa. Cánh đồng mẫu lớn đã được xây dựng với diện tích hơn 100 hectare. Tại đây, nông dân được hướng dẫn kiến thức mới trong canh tác lúa, bổ sung cho kinh nghiệm nhiều năm, hiệu quả sản xuất gia tăng đáng kể. Và có những nhóm nông dân không những làm ruộng nhà hiệu quả mà còn mang hiểu biết của mình để đi nước ngoài tham gia canh tác trên đồng lớn. Câu chuyện nông dân Mỹ Lộc đi làm ruộng bên Lào vào năm 2014 đã thu hút chúng tôi ngay khi vừa nhận được thông tin. Chúng tôi quyết định tìm đến xã Mỹ Lộc để tìm hiểu cụ thể chuyện này. Trong quá trình xây dựng cánh đồng mẫu lớn thì đã hình thành nên cái tổ hợp tác dịch vụ. Thì thông qua các cái mạng thông tin như đài, về mạng thì tổ dịch vụ này được nhiều nơi biết đến, cũng tìm đến để học tập, tham quan học tập. Thì thông qua cái đó thì cũng được là công ty Bảo Ngọc Bình Phước tìm đến để tạo cái mối quan hệ và mời cái nông dân của cánh đồng mẫu ở Mỹ Lộc là hợp tác sang nước bạn Lào để vừa thực hiện cái việc sản xuất lúa cũng như là vừa cái việc là chuyển giao kỹ thuật cho cái bà con nông dân của nước bạn. Ông Nguyễn Văn Trọng đó là bí thư kiêm trưởng ấp, làm cái tổ trưởng tổ dịch vụ, tìm hiểu cái về cái kế hoạch, về cái tìm hiểu cái nơi sản xuất như thế nào. Sau đó thì chỗ tổ trưởng về là mấy mời một số nông dân nòng cốt của xã trong cánh đồng mẫu lớn. Thì trong cái đợt vừa qua đi thì được 18 nông dân của xã Mỹ Lộc, và ngoài đó ra thì cũng có một số nông dân ở xã bạn như ở Hậu Lộc, Tân Lộc, Bình Ninh nhân dân. Như vậy, chuyến đi qua Lào làm ruộng năm ngoái là từ ông Nguyễn Văn Trọng, bí thư kiêm trưởng ấp chính. Xuất thân là một người nông dân, ông Trọng biết rằng nông dân vùng này có kỹ thuật vững nhưng do ruộng đất ít nên thu nhập từ hạt lúa chưa cao, lại có thời gian nông nhàn khá nhiều. Ông Trọng cho hay, ban đầu khi nhận được lời mời hợp tác tìm người sang tỉnh Champasak, Lào trồng lúa, ông rất lo lắng, nhưng nghĩ là sẽ giải quyết được công ăn việc làm, đồng thời tăng thu nhập cho nhiều bà con, nên ông nhận lời. Bản thân chú thì chú vẫn chú làm tư vấn cho là tỉnh bạn của mình, tỉnh Champasak đó, về xây dựng cái quy hoạch, xây dựng cái vấn đề tổ hợp tác kinh tế nông nghiệp, xây dựng cái khu vực làm tổ hợp tác sản xuất, rồi quy hoạch một số vấn đề bờ vùng bờ thửa. Còn đối với anh em thì lao động bằng cái hình thức là cái người dân mà biết kỹ thuật chăm sóc giỏi. Như vậy thì người dân Lào người ta đã có nhiều cái người đã học tập kinh nghiệm cái người nông dân Việt Nam mình. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết trong chuyến xuất ngoại làm nông vừa rồi, người trực tiếp chỉ đạo sản xuất tại Lào là ông Phan Hữu Minh, ngụ tại ấp chính xã Mỹ Lộc. Từng tham gia và là thành viên trong ban quản lý cánh đồng mẫu, nên ông Minh được ông Trọng tin tưởng, mời sang nước bạn làm ruộng với chức danh tư vấn kỹ thuật. Với mức lương 18 triệu đồng một tháng, công việc của ông Minh là theo dõi diễn biến đồng ruộng và đưa ra giải pháp kỹ thuật kịp thời. Chuyến đi vừa qua, ông Minh làm việc tại Lào trong 6 tháng. Ông sang đó từ tháng 6 để xem đất đai, tu sửa cống bọng, làm đất chuẩn bị xạ, rồi kêu gọi thêm anh em qua sản xuất. Vợ ông Minh cũng qua đó nấu ăn, lương 5 triệu đồng một tháng. Dạ thưa chú, con được biết là chú có đi Lào làm việc hồi năm 2014 á chú. Vậy thì cái cách sản xuất ở bên đó nó có khác biệt với mình như thế nào không chú? Làm ruộng thì cái khâu chăm sóc lúa thì ở đâu cũng giống như đó thôi. Nhưng mà có cái nó hơi cực hơn là cái do cái thời tiết thôi à. Thời tiết ở bên kia thì nó nóng hơn mình. Rồi gặp lạnh thì nó cũng lạnh hơn, vậy thôi. Ở bên đó thì đang xài nước bơm. Nước bơm mà bơm cũng dễ thôi, cũng không có gì. Bơm từ ở trạm bơm lên tới ruộng thì 4 cây số, mình bơm 3 tiếng hồ là nước cũng lên tới ruộng. Mình đó thì làm ba giống chủ lực, cái giống chủ lực nhất là cái giống Thảo Dược của miền An, cái thứ hai là giống Hồng Ngọc Ốc Eo của An Giang, rồi một cái giống C5 cũng của An Giang. Giống đó là giống lúa lở, giống thời gian sinh trưởng khoảng 4 tháng.
Còn riêng cái giống hồng ngọc ốc eo thì 3 tháng hơn 3 tháng. Đang quản lý là không có cho mình sử dụng thuốc hóa học ở trong đó. Dù như là phân hóa học cũng không cho sử dụng luôn. Chỉ sử dụng cái thuốc gì mà nó không có gốc hóa học thì mình sàng thôi. Phân cả phân cũng vậy, phân thì mình cũng phun qua lá thôi chứ không có bón gốc mà không có bón phân hóa học được. Dạ thưa thím, con cũng được biết là thím cũng đi theo chú qua bên Lào để làm và cũng có lương riêng. Như vậy thì đi qua bên đó cái tiếng nói nó khác và đường xá đi chợ thì như thế nào á thím? Qua bển thì có thằng em nó cháu nó hiểu biết tiếng bển đó, rồi chở thím đi. Nó cũng như nó cũng không có thành thạo lắm. Mà nó đi ra thì cũng như mình ra dấu, mình muốn cái đó thì lại hỏi rồi cũng dễ lắm. Thấy cũng mình ra động tác cũng dễ tiếp thu được. Cũng như nói phần nữa rồi ra dấu phần nữa. Cái chế độ cho mỗi một cái người công nhân ở bên đó thì mỗi một ngày là bao nhiêu tiền thế? Chế độ người ngày 15.000 tiền kiếp. Là khoảng nhiêu tiền Việt Nam mình thế? 15.000 tiền kiếp là 10.000 thì bằng 27.000 của tiền của mình đó. Mua là mình phải nhảy bén chút. Nhà bán tất nhiên là sao là ví dụ như mua cái đó mình phải tính sẵn trong đầu, mua thịt bao nhiêu, mua cá bao nhiêu, lượng cho nó chí mí với cái tiền người ta đưa cho mình. Một khi mình đã ra bển rồi, mình trước tiên là làm để kiếm cái thu nhập thêm, rồi tới ra bển nữa là mình làm cho mình chỉ dẫn lại cho cái dân tộc của bạn để mà học hỏi cái cách làm của mình thì mình cũng thấy vui. Nghe ông Minh nói đã mời một số anh em tại địa phương, có cả người xã khác, tỉnh khác cùng đi qua Lào làm ruộng. Trong đó có anh Trần Minh Dũng ở Lấp Giò, Đồng Tháp. Đến thăm anh Dũng, chúng tôi cảm nhận được đây là một nông dân năng nổ cầu tiến. Đi Lào về, anh tiếp tục chăm lo hơn 2 hectare ruộng nhà. Ngoài ra, còn cùng người anh em họ mướn thêm đất trồng ấu nhằm tăng kinh tế gia đình. Ở nhà thì cũng được, nhưng mà có dịp mời đi qua Lào làm cho biết thì vẫn đi. Nhưng mà thu nhập hàng tháng ở nhà là mười mấy công ruộng, vẫn trang trải đầy đủ. Một năm, ví dụ như ruộng một năm thì mình thu hoạch khoảng cỡ 70-80 triệu, vẫn đủ trang trải trong nhà. Tại mình đi, mình học hỏi và tìm hiểu thôi, chứ không có cần mức lương cao hay thấp. Đi cho cái có kinh nghiệm về mình làm thử lúa của mình, thấy cũ kỹ hơn của mình quá. Hồ sơ rồi không có bằng của Việt Nam mình, lúa lại không đạt, của Việt Nam mình nó đạt. Bánh làm gạo sạch là không có sử dụng thuốc hóa học, nó chỉ sử dụng sinh học. Ví dụ như một vụ lúa nó tới 4 tháng thì nó xịt thuốc cỏ, nó không có xịt chỉ nhổ tay thôi. Còn xịt thuốc sâu thì có thể là 3 cử 4 cử, nhưng mà cũng chết, nhưng mà chết cũng 50%, còn 50% mới sống. Trong khi đó lúa mình đó, nó không có vô gạo đều đặn như của Việt Nam mình đó. Giờ anh Dũng cho biết hàng tháng đều xuống chỗ chú Trọng nhận 6 triệu đồng tiền lương. Còn nếu anh Dũng có làm thêm chủ nhật thì được nhận tiền công tại Lào. Theo chị, công ty trả lương đều đặn đúng ngày và công việc của anh cũng không mấy cực khổ nên chị cũng yên tâm. Những người nông dân Việt Nam mạnh dạn đi làm ruộng xứ xa không đơn thuần vì vấn đề kinh tế mà còn vì muốn chinh phục bản thân. Muốn ra khỏi cánh đồng quen thuộc để tìm hiểu thế giới rộng lớn chung quanh, để học hỏi thêm và hiểu biết thêm, và cũng có sự tự hào về trình độ nhà nông Việt. Tuy nhiên, lắng nghe câu chuyện từ những người trong cuộc, chúng tôi biết rằng bên cạnh niềm vui cũng có nhiều trở ngại mà chính bản thân người nông dân trước khi đi lao động ở nước ngoài chưa lường trước được hết. Qua lời kể của ông Minh, chúng tôi tìm đến ông Nguyễn Tấn An, ngụ xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ông An kể rằng công việc bên đó không mấy nặng nhọc do từng khâu đã được cơ giới hóa. Tuy nhiên, do sử dụng phân bón chưa hiệu quả lại chưa chủ động được nước nên cỏ phát triển mạnh. Từ đó, năng suất lúa thấp, chỗ nào trúng lắm cũng chỉ được 2 tấn 1 hectare. Thấy công ty đầu tư lớn mà mình làm không đạt, ông và mấy anh em khác rất ngại. Thì chú nói là 1.000 công đất thì nó 4 khuôn nè. Xả khuôn này rồi 2-3 ngày sau, xả khuôn này rồi 2-3 ngày sau này. Xả xong cái đầu trở lại cái này nó tới thời kỳ gãy phân thì xịt phân thì xịt cho nó, thấy nó gãy phân xuống xịt phân xuống thấy lúa nó cũng vậy, thấy nó không xanh như lúa mình gãy xuống 4-5 ngày mình vô thấy nó đổi màu liền ha, cái đó nó cũng vậy hoài không thấy nó xanh, mắc cười lắm. Thì chú kể đó, cái nguyên một cái thùng phân mà nó đổi ruộng mà lúa không tốt mà làm sao mình xịt xe mà nó tốt được. Cắt
cái máy cắt mình nó vô trong ruộng nó cắt một ngày đó, rồi dòng mà máy cổ cổ tối ngày cổ chết không rồi nữa, mà nó cắt tối một ngày cổ đôi có chừng hai cổ ba cổ rồi, nó không có lúa chả hoài, nó không đầy cái bông, một là nó thất cái bông có chút chút không, hai nó lừng đó. Đối với cái nhóm nông dân của Việt Nam mình qua làm thì mình rất là tự hào về kỹ thuật chăm sóc cây lúa của mình, nhưng mà mình lại thuộc cái ban giám đốc công ty của Bảo Ngọc Bình Phước, anh em thì công ty người ta sẽ bỏ tiền ra, người ta sẽ điều hành cái mình làm, rồi kỹ thuật thì người ta sẽ quán xiết với mình, người ta sẽ đóng góp ý kiến đó, thì đôi khi là mình chưa có hài lòng, nhưng mà điều chắc chắn là với cái quy trình sản xuất của công ty Bảo Ngọc Phước thì làm như vậy thì cái hiệu quả nó không thể nào đạt được theo ý muốn của người nông dân Việt Nam. Tuy nhiên thì đó thì người nông dân Việt Nam mình cũng có những cái mặt hơi buồn buồn là khi mình làm giúp cho bạn Lào rồi nhưng mà cái năng suất nó không tới đỉnh. Chính vì đó thì khi mình đi về đó thì mình cũng còn dư âm trong cái đầu của người nông dân Việt Nam mình là mình chưa được hài lòng lắm với lý do là mình chưa đạt cái năng suất theo ý muốn của mình. Về lại quê nhà, ông An luôn nhớ những ngày bên nước bạn với câu chuyện của chính mình. Ngoài chuyện kỹ thuật sản xuất còn là chuyện hợp đồng lao động. Ông nghĩ rằng nếu lần sau có đi cần làm hợp đồng lao động rõ ràng, chặt chẽ hơn, cần có bảo hiểm lúc đau bệnh hay tai nạn. Thì cái vụ bệnh trời ơi, bữa đó tính chú nói bữa đó tiêu rồi. Chú nói thôi tao hết hy vọng, tao nói chắc mày chết không rồi, tao không biết sao tao đem mày về. Bữa mà tao gờ cái mạch mày tao không nghe nó nhảy. Trở lên bệnh viện huyện thì nó vô nó xúm nhà bác sĩ, rồi nó xúm cho nó đo hoài, nó bóp hoài mà nó đo huyết áp không nhảy. Rồi nó xúm nhau, nó xù xì, nó nói có móc mình có nghe đâu. Và anh thì nghe được, anh nói là nó bàn, nó tính đưa bệnh viện tỉnh. Mà quá xa sợ đưa đi không được, trên đường đi sợ xa quá. Rồi thôi nó để nó điều trị. Cái bắt đầu thấy nó vô nước biển. Rồi cái nó truyền ống oxy. Mà mình nghĩ sao mình còn thở được, mà sao đó nó hai cái ống oxy nó bủa mắt chết, nó thổ xèo vô nó mỗi sáng đêm. Giờ hết một chai nước biển rồi. Qua chai thứ hai là bắt đầu nghe nó mới khỏe, là ông gọi là do qua chai thứ biển thứ hai tao gờ tao nghe mạch nó nhảy rồi, cái ông vỗ bịch bịch có mạch rồi. Cuối cùng là 600,000 tới chừng nó thanh toán lương á, rồi chúng mới hỏi nó ai mày gửi khoản đó rồi sao, công ty có giải quyết cho anh được không. Nó nói là cái khoản này không có chú ơi, chú An ơi, khoản này nó không có giải quyết khoản này. 600,000 tiền Lào. Con bỏ cái phần tiền lương của con ra, con cho chú 200, chứ còn 400 chú phải chịu, chứ còn không công ty nó không có giải quyết cái phần này. Mấy bạn kia nó trời ơi, mừng kiểu này rồi, công ty lớn vậy làm ăn gì rồi, mà lỡ anh em ở đây có sự cố gì lớn hơn nữa rồi làm sao, ai chịu khoản này, bệnh gì là chết không đó. Hỏi chứ đi, mừng lương bao nhiêu đây, rồi bệnh đau rồi tự lo. Cái ngày chú nghỉ bệnh ở nhà nó cũng trừ ngày làm luôn. Theo như cái hợp đồng này chúng tôi thấy thì nó có 7 điều trong này, nhưng mà nó không có đạt cái yêu cầu. Trong trường hợp này khi mà ghi quyền lợi người lao động thì chúng ta lại quên đi một điều là người lao động phải được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Để khi người lao động có bệnh hoạn, có ốm đau, có tai nạn lao động trong quá trình mà sản xuất kinh doanh thì sẽ được bảo hiểm y tế lo cho cái khoản này. Trong cái hợp đồng này thì không có khoản này. Người lao động cần phải biết rất rõ về cái nghĩa vụ và cái quyền lợi của mình khi mình đặt quan hệ lao động với người sử dụng lao động. Hợp đồng lao động nó có ít nhất là 7-8 cái thông tin cơ bản mà người lao động cần phải biết. Thứ nhất là phải biết mình làm việc gì, làm ở đâu. Cái thứ hai là loại thời gian chúng ta làm, là loại thời gian gì, làm bao nhiêu ngày thì hết công việc đó, hoặc là làm dài hạn. Cái thứ ba là phải biết quyền lợi, tức là người mình làm công việc đó thì mình sẽ được trả tiền lương bao nhiêu, trả bằng cách nào. Đó, cái thứ tư nữa là mình phải được trang bị phòng hộ lao động như thế nào để mình đi làm công việc đó, nó không ảnh hưởng tới sức khỏe mình. Cái thứ năm nữa đó là chúng ta phải biết là chúng ta làm cái công việc đó, chúng ta có đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để khi chúng ta có ốm đau bệnh hoạn thì chúng ta sẽ được chế độ chăm sóc về sức khỏe như thế nào. Cái thứ sáu đó là chúng ta phải biết là cái thời giờ làm việc của chúng ta cụ thể trong hợp đồng ghi là một ngày chúng ta làm bao nhiêu giờ, một tuần chúng ta làm bao nhiêu ngày, chúng ta bắt đầu làm việc từ giờ nào và kết thúc từ giờ nào, vân vân, những cái điều khoản đó. Kể cả luôn chúng ta phải biết thêm một cái điều khoản mà trong quy định của nghị định 05 ghi là điều khoản khác á, tức là nó bao gồm những cái khoản là phúc lợi, chăm sóc sức khỏe, thì hai bên người sử dụng động và người lao động sẽ thỏa thuận với nhau. Câu chuyện sang nước ngoài canh tác lúa
tuy chỉ là tự phát ở một địa phương đã làm thay đổi cách nhìn về nhà nông Việt Nam, và chính người nông dân cũng có cơ hội kiểm chứng trình độ sản xuất của mình. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và ngành chức năng cần hỗ trợ, hướng dẫn họ bảo vệ quyền lợi hợp pháp như hợp đồng chặt chẽ hơn, có bảo hiểm, cũng như đảm bảo sự an toàn khi đi làm việc ở xứ người.